Chào mừng bà con cô bác đến kênh YouTube Xưởng Thiện Ánh Xuyên nha. Hôm nay bên em cũng sắp hoàn thành xong cái con máy Isuzu 4KH1 về cho đội bay Thanh Điền ở Tắc Cầu nha bà con. Tắc Cầu, Kiên Giang. Đây là dạng nước sơn để em phụ chống xét nha. Máy còn rất đẹp. Ốc nóc ghi nữa nha bà con. Hàng này chưa vệ sinh, độ turbo lớn, nâng cấp turbo luộc. Đây, bộ này bô luộc, con này turbo luộc, đâu thêm đường ống này, hai da đường nước nha, giống như máy thủy vậy. Còn đây là đường ống vô sinh hàng. Đường cầu sắt nha. Này chưa vệ sinh gì hết trơn á. Này hoàn thành chắc cũng được hơn 60%. Đây này là kênh YouTube của em, Yubi Xưởng Thiện Ánh Xuyên. 0918782120. Này là máy Isuzu 4KH1. Này bộ luộc hai da nha bà con. Gầu này em làm 39. Vậy này hình như nhớ là đến 8 ly thì phải á. Măng u dày 6 ly. Rất là dày, thành 3,5 phân, rất là dày nha. Đồi đặc 35, chân nền 35, xin lỗi bà con, 8 ly nha. Đây mua luôn. Bà con cô bác nào cần xài dòng máy Isuzu 4KH1 đây, em còn nhiều lắm nha, không phải một con nha. Tại quảng quảng thì em quay một con đại diện thôi. Này heo bác này rất là đẹp nha. Máy em đây em bán 24 triệu một cái nha. Báo giá công khai cho bà con luôn. Máy đẹp keng span. Tháo luôn dàn gì xong bét bỏ luôn. Nói chung em đây làm thì ưu điểm của em ở đây là cái thứ nhất không cần bơm dầu, cái thứ hai là không cần xong bét. Bởi vì máy mình nhảy rồi đâu cần phải xong bét làm gì. Còn ưu thế nữa em làm sao mà không cần bơm dầu. Không bơm dầu điện, thứ nhất là nó tiết kiệm điện, thứ hai nữa khi mà mình lỡ quên gì đó nó bị cháy chập cọc đó, nó bị cháy cái bơm điện thì mình nằm đường nha, nên em không sử dụng bơm điện. Đây là còn rất là đẹp luôn. Dĩ nhiên bên em thì bao hơi cốt nha. Con máy này là anh khách không cần xem hàng luôn, tin tưởng đặt bên em rồi chơi luôn à. Đây heo mắt anh dơ băng. Mấy rồi. Hàng chưa vệ sinh nha bà con. Để đốm chưa vệ sinh hết trơn. Người đặt 35 dày 8 ly. Em xài láp 2549 nha bà con. Isuzu 4KH1 110 ngựa tua 3,6. Heo bét rất là đẹp. Không sử dụng tắt điện luôn nha bà con. Đây em chuyên các dòng máy Isuzu 4KH1. Bà con nào nhu cầu sử dụng có liên hệ em là 0918782120. Đây em có các dòng máy như Kubota luôn nè. Kubota này thì còn nguyên bản nha, còn nước xanh, còn nói chung là còn rất là đẹp luôn, còn gác nước luôn. Bà con nào xài thì alo em, con này em sẽ quay sau nha. Trở lại với con 4KH1 này thì này địa chỉ của em này, 5 Cần Cà Mau.
Cảm ơn bà con.